những trận đánh vang dội làm nên thương hiệu của đặc công Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đặc công Việt Nam là lực lượng tinh nhuệ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Bởi thế mà nhiều báo giới nước ngoài như Mỹ, Trung Quốc và Nga luôn dành hẳn trang nhất để nói về lực lượng này của ta. Trong số ngày hôm nay, mời các bạn cùng chân dung lịch sử điểm qua những trận đánh của anh hùng đầu trần chân đất của Việt Nam khiến Mỹ ngụy kinh hồn bạt vía. Giữ cầu, Bắc Nhịp giành đại thắng. Bước sang năm 1975, cách mạng nước ta giành được những thắng lợi to lớn, toàn diện trên tất cả các mặt. Ngày 1 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị họp và quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh nhằm giải phóng hoàn toàn miền Nam. Nhiệm vụ của bộ đội đặc công trong chiến dịch cuối cùng này là đánh chiếm, chốt giữ 14 cây cầu và các căn cứ quan trọng của địch, chuẩn bị cho các cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Trong đó, mục tiêu cầu Gành, cầu Hòa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai có vị trí chiến lược trọng yếu. Nếu chiếm được cầu, ta sẽ bảo đảm đường cơ động cho quân đoàn 4 đánh chiếm Biên Hòa, phát triển vào Sài Gòn, đồng thời chia cắt địch giữa Sài Gòn và Biên Hòa. Trước yêu cầu, nhiệm vụ lịch sử, chỉ huy trung đoàn 113 đã họp bàn và ra nhiệm vụ cho tiểu đoàn 23, bằng bất cứ giá nào cũng phải chiếm và chốt giữ được cầu Gành, cầu Hòa An, chuẩn bị sẵn sàng cho các binh đoàn chủ lực của ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, không để cho địch chiếm lại và phá cầu. Xét về góc độ chiến thuật, bộ đội đặc công có thể hoàn thành nhiệm vụ đánh, phá dễ dàng. Song, việc đánh, phá và chiếm giữ quả thật nặng nề bởi quân địch tổ chức lại phản kích rất mạnh, trong khi lực lượng của ta thì chưa rõ thời điểm tiến vào. Đúng 4 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 1975, lực lượng của đại đội 1 và đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 23, trung đoàn đặc công 113 cùng hai đại đội pháo của tiểu đoàn 174 bí mật tiếp cận mục tiêu và tập kích vào lực lượng địch canh giữ cầu. Bị đánh bất ngờ, địch hoảng hốt bỏ chạy, ta đã chiếm được cầu Gành và tổ chức lực lượng chốt giữ, không bị thương vong về người. Giai đoạn chiếm cầu nhanh gọn, nhưng để giữ được cầu an toàn mới thật sự là gai go, ác liệt. Bởi vì cầu Gành có vị trí hết sức quan trọng, nên ngụy quân tập trung lực lượng phản kích quyết liệt nhằm chiếm lại. 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 1975, địch bắt đầu phản công. Chúng sử dụng hỗn hợp pháo binh, xe tăng và lực lượng biệt động quân nhằm đánh chiếm lại cầu Gành. Quân địch từ Thủ Đức, Châu Thới, Biên Hòa, Long Bình liên tục pháo kích trong gần 1 giờ về phía cầu Gành. Tiếp theo là xung lực từ nhiều đường đánh vào. Biệt kích ngụy tập kích cả vào chỉ huy tiểu đoàn. Lính dù có xe tăng yểm trợ từ Dị An lên đánh chiếm lại cầu. Cả ngày 27, các đơn vị giữ cầu và lực lượng đặc công đã đánh bại 4 đợt tiến công bằng xung lực kết hợp với hỏa lực và xe tăng của địch. Cầu vẫn rực giữ nguyên vẹn. Ban ngày, quân ta liên tục đánh địch phản kích. Đến đêm, lợi dụng lúc định tạm dừng tiến công, bộ đội lại củng cố công sự, bố trí lực lượng, chuẩn bị cho các trận chiến tiếp theo. Rạng sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, năm trực thăng của địch từ Sài Gòn tới bắn rocket và đạn 12,7mm và các chốt của ta ở hai đầu cầu. Tiếp theo là pháo và xe tăng. Chiều hôm đó, địch chiếm lại được cầu Gành. Được du kích phối hợp chiến đấu, nhân dân tiếp tế cơm nước và chăm sóc thương binh, cán bộ chiến sĩ đại đội 2 và trung đội pháo kiên trì bám trụ, đánh trả lại địch bằng cả vũ khí cầm tay và pháo cối, diệt nhiều địch, thu 20 súng, buộc địch phải tháo chạy. Đêm 28 tháng 4 năm 1975, đại đội 1 và đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 23 tổ chức lực lượng bí mật tiêu diệt địch và chiếm lại được cầu. 9 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, địch sử dụng 30 xe tăng và bộ binh tổ chức thành hai mũi chiếm cầu Gành và cầu Hòa An. Một chiến sĩ của ta đã bắn cháy 5 xe tăng. Lúc này, địch đã bao vây ban chỉ huy đại đội 1. Chúng hò nhau, bắt sống chứ không bắn chết. Các đồng chí đã kiên trì bám trụ, chiến đấu ngoan cường đến viên đạn cuối cùng. Sau 3 ngày chiến đấu liên tục, quyết liệt, trước hỏa lực mạnh của quân thù, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đặc công của đại đội 1 và đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 23, trung đoàn 113 đã hy sinh để bảo vệ cầu Gành. Đến cuối ngày 29 tháng 4 năm 1975, lực lượng chốt giữ cầu chỉ còn 4 đồng chí. Nhưng với tinh thần dũng cảm, các đồng chí vẫn kiên cường bám trụ và bảo vệ cầu an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ lực ta vào giải phóng Sài Gòn. Tiểu đoàn 23, trung đoàn đặc công 113 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Trịnh Xuân Truyền nói: "Có thể nói, ngày toàn thắng lịch sử đã đến.
Giờ phút cuối cùng của chiến dịch đã điểm, nhưng máu của nhiều chiến sĩ đặc công vẫn đổ để cho những cây cầu được giữ vững, để bánh xích xe tăng, để ý chí và sức mạnh tổng hợp của 5 cánh quân rầm rập băng qua những cây cầu, thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn, góp phần làm nên mùa xuân đại thắng của dân tộc. Giải phóng Trường Sa bằng cách đánh táo bạo. Vào những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 1975, với những đòn tấn công của quân giải phóng, hệ thống phòng ngự của địch ở miền Nam dần bị phá vỡ. Đây cũng chính là thời khắc quân chủng hải quân nhận lệnh từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhanh chóng tổ chức lực lượng giải phóng các quần đảo do quân đội Sài Gòn chiếm giữ trên quần đảo Trường Sa. Các chiến sĩ đặc công nước của đoàn 126 dưới sự chỉ huy của Thượng tá Mai Năng được chọn làm nhiệm vụ. Theo lời của Thiếu tướng Mai Năng, đây là nhiệm vụ rất khó khăn, tuy nhiên lại rất vinh dự, bởi vùng biển này mang ý nghĩa to lớn cả về kinh tế lẫn quân sự. Cái khó ở đây là bộ đội đặc công đánh dưới nước của ta từ trước đến giờ, đánh tàu, cầu cảng và kho tàng của hải quân đối phương, chứ không phải là căn cứ, cứ điểm, đồn bốt. Thêm vào đó, đặc công nước tuy của hải quân nhưng lại không phải là người đi trên biển, nên ít người chịu được sóng gió lớn. Đặc biệt, cách đánh của đặc công phải mắt thấy, tai nghe, chân đến, tay sờ thì mới chắc thắng. Thế nhưng với quần đảo Trường Sa, đặc công của ta không sờ được, chưa đến được và cũng chưa thấy được. Câu hỏi đặt ra khi ấy là, chưa trinh sát mà lại đi đánh, thì sẽ đánh cách nào? Khó khăn là thế, nhưng lực lượng đặc công hải quân lại rất vui sướng vì sẽ được tham gia vào trận đánh cuối cùng và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nên ai cũng hào hứng. Thiếu tướng Mai Năng nhớ lại, chúng tôi bàn với nhau, xa mấy cũng đi, khó mấy cũng đến, đã đến là đánh và quyết thắng ngay từ trận đầu, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại tướng Tổng tư lệnh giao. Hành quân vào Đà Nẵng vào cuối tháng 3, tới ngày 10 tháng 4 năm 1975, hơn 200 chiến sĩ của đoàn 126 do Thiếu tướng Mai Năng xuống 3 chiếc tàu không số, giả dạng làm tàu đánh cá, xuất phát đi tới khu vực quần đảo Trường Sa. Tới ngày 13, 3 chiếc tàu này đã tới khu vực đảo Song Tử Tây, chuẩn bị quyết đấu trận đầu tiên. Tại đây, các chiến sĩ được chia làm 7 đội, nhắm mục tiêu 6 đảo và một đội cơ động sẵn sàng tiếp ứng. Trước tình hình không trinh sát rõ trên đảo, đồng chí Mai Năng chỉ huy các chiến sĩ phải tiến hành trinh sát vũ trang, có nghĩa là đi đến đâu, đánh đến đó. Đêm 13, rạng sáng ngày 14 tháng 4, đồng chí Mai Năng giao nhiệm vụ cho phân đội của Trung tá Đào Mạnh Hồng cùng 20 chiến sĩ xuống biển bằng xuồng cao su, vượt khoảng 5 hải lý đến Song Tử Tây, cách đảo khoảng 2 hải lý. Các chiến sĩ phải bỏ phao, bơi vào bờ. Tới khoảng 3 giờ 30 phút, các lực lượng đã áp sát mục tiêu trên đảo. Gần 4 giờ 30, trời mờ sáng đã giúp đặc công nhìn rõ mục tiêu. Trên đảo có 3 lô cốt. Đúng 4 giờ 30, những phát đạn đầu tiên đã nổ. Những chiến sĩ Bắc Việt đầu tiên đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng giữa trùng khơi của Tổ quốc, bắt đầu trận đánh. Với lòng quả cảm, chiến thuật tác chiến hợp lý, lực lượng đặc công đã giành chiến thắng, tiêu diệt 6 và bắt sống 33 tên, trong đó có một thiếu úy, một chuẩn úy. Ngoài ra, ta thu được 2 khẩu Đại Liên 50, 1 khẩu DKZ, 2 khẩu Cối 61, 2 khẩu Trung Liên và nhiều súng bộ binh các loại. Trong trận đánh này, lực lượng đặc công bị tổn thất 2 đồng chí, một hy sinh tại chỗ, một đưa vào đất liền thì hy sinh. Đây cũng là trận đánh duy nhất trong đợt giải phóng Trường Sa tháng 4 năm 1975, quân đội ta bị thiệt hại về quân số. Sau khi giải phóng Song Tử Tây, lực lượng đặc công lập tức triển khai nhiệm vụ phòng thủ, chuyển thương binh, hàng binh về Đà Nẵng và nhanh chóng rút kinh nghiệm để đánh tiếp các đảo còn lại. Tới ngày 28 tháng 4, 6 đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã hoàn toàn được giải phóng. Chiến sĩ đặc công phất cờ tại Dinh Độc Lập. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Miền, Trung đoàn 116, đặc công gồm 250 chiến sĩ đặc công bộ và nước nhận nhiệm vụ đánh chiếm, chốt giữ cầu Đồng Nai trên hướng xa lộ Sài Gòn, Biên Hòa. Theo kết quả điều nghiên của trinh sát báo về, tại khu vực cầu, địch bố trí 4 quả bom tấn để đề phòng trường hợp cấp thiết sẽ lập tức kích nổ, phá tan đường tiến của binh đoàn xe tăng của quân ta. Chính vì vậy, khi được lệnh giữ cầu, địch vô cùng cảnh giác với lực lượng đặc công nước của quân giải phóng. Chúng liên tục pha đèn, kiểm soát mặt sông, thấy động tĩnh và nghi ngờ chỗ nào là lập tức nã đạn xối xả. Đại đội trưởng Phạm Duy Đô xác định, bằng mọi giá phải chiếm, giữ được cầu, chờ quân ta từ các mũi tiến vào giải phóng Sài Gòn. Rạng sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, 3 chiến sĩ đặc công nước mang theo súng cùng gần 100 kg bộc phá, đặt lên chiếc phao buộc vào lưng cùng nhau xuống nước
bí mật bơi sang đầu cầu bên kia. Ba người nhái của đại đội 1, tiểu đoàn 19, trung đoàn 116 đặc công lặng lẽ vượt hơn 1 km không để lại động tĩnh gì, khiến địch chẳng mảy may nghi ngờ. Lên tới bờ, mỗi người với hơn 30 kg bộc phá chia nhau ra các hướng, phá thành công trạm điện trong sự ngỡ ngàng tột độ của địch. Kế hoạch sẵn sàng kích nổ phá cầu thất bại, địch điên cuồng pháo kích về phía ba chiến sĩ đặc công. Hai đồng đội đi cùng đại đội trưởng Phạm Duy Đô đã anh dũng hy sinh, chỉ còn có mình anh may mắn thoát khỏi làn pháo truy kích dồn dập của địch. Đêm 29 tháng 4 năm 1975, xe tăng của lữ đoàn 203 thuộc quân đoàn 2 đã đến cầu Đồng Nai. Trong khi bộ binh chưa theo kịp tốc độ hành tiến ấy, nên trung đoàn 116 để lại một tiểu đoàn đặc công nước giữ cầu, còn lại tổ chức lực lượng theo xe tăng tiến vào giải phóng Sài Gòn. Đến hơn 11 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, đoàn tăng của lữ đoàn 203 hùng dũng tiến vào Dinh Độc Lập. Trong số này, hai chiếc xe tăng số hiệu 390 và 843, đại đội 4 tiểu đoàn 1 tới Dinh Độc Lập đầu tiên. Và đại đội trưởng Bùi Quang Thận, trưởng xe tăng 843, đã tháo lá cờ trên tháp pháo để lên nóc Dinh Độc Lập cắm cờ chiến thắng. Ngay sau đó, đại đội 1 đặc công của Trung úy Phạm Duy Đô cũng vào đến nơi. Cựu chiến binh Phạm Duy Đô kể: "Vừa chạy vào dinh, tôi vừa lấy lá cờ trong túi ra. Bất chợt tôi nhìn thấy một chiếc cán nên cầm theo và gài cờ lên đó, lao lên tầng 2 Dinh Độc Lập. Tôi ra ban công phất cờ liên tục để báo hiệu cho quân ta tiếp tục tiến vào." Ngay sau đó, anh và chiến sĩ đặc công Phạm Huy Nghệ phát hiện nội các chính quyền Sài Gòn trong phòng họp. Lực lượng đột kích thọc sâu của quân đoàn 2 kịp thời tiến vào bao vây toàn bộ. Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc vẻ vang của kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Có thể nói, ngày toàn thắng lịch sử đã đến, giờ phút cuối cùng của chiến dịch đã điểm, nhưng máu của nhiều chiến sĩ đặc công vẫn đổ để cho những cây cầu được giữ vững, để bánh xích xe tăng, để ý chí và sức mạnh tổng hợp của năm cánh quân rầm rập băng qua những cây cầu, thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn, góp phần làm nên mùa xuân đại thắng của dân tộc. Hiện nay, binh chủng đặc công vẫn là một trong những lực lượng sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh của quân đội nhân dân Việt Nam, luôn xứng đáng với lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc công, tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt. Bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt. Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được. Các bạn vừa theo dõi những thắng lợi vang dội làm nên thương hiệu đặc công Việt Nam. Hình ảnh các chiến sĩ đặc công để lại cho bạn ấn tượng như thế nào? Hãy để lại bình luận xuống phía cuối video và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video của Chân Dung Lịch Sử nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.